Rồi 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 không phải bắt được con ếch quá trời bự rồi, không phải bắt ếch quá trời bự luôn. Bữa nay mấy bà con đi cắt cỏ cắt lúa gần mấy gần đập nè, hay quá lộ hả? Rồi con chạy đi. Con chở la bu bu đi coi chừng rớt ruộng nha. Sơn Hà thích con la bu bu nè, bữa hôm qua ba Sơn đi chợ thấy nè rồi mua cho Sơn Hà, giờ anh đi đâu anh cũng ôm theo á. Sơn Hà chở em la bu bu đi đâu? Vòng vòng hả? Nắng quá nè, trời ơi. Vừa ẩm em la bu bu vừa chạy coi chừng lọt ruộng à. Coi chừng lọt ruộng nha Sơn Hà. Ơi mẹ kêu Sơn Hà về để nắng. Nhưng mà cũng còn nắng lắm. Trời ơi đi phải nắng. Sơn Hà thấy ông Bảy và Bảy ở đây xách xe chạy qua mà nắng quá rồi kêu mẹ xuống đưa về đây. Bữa nay trời mưa mà đâu có xuống đây được. Quá chừng trái luôn nè, chưa hái dòng này phải không mẹ? Còn nhiều lắm. Này hái chắc cũng có thúng á. Đừng bịch rồi đó hả cậu Bảy? Dạ. Cái rổ của mẹ đừng không hết nữa, nhiều lắm. Cà pháo thì nó nhỏ, còn cà bóng đèn thì nó bự chút. Này về làm chua chứ ăn gì hết. Dạ, ăn không hết nó héo. Cậu Bảy này bắt ếch bự dữ hả? Ếch 70 kg. Vậy là coi chút lên bắt có xanh mua một dĩ ếch về xào lá chùm ruột rồi ông Bảy được. Không phải bắt được chùm ếch hả? Chùm ếch quá chùm bự luôn. Còn không tin thì vào kênh Nam Việt coi phải không? Đúng. Sao dịnh mà Bảy qua chỗ đó sao? Dạ. Rồi, được rồi. Cậu Bảy mà bắt ếch là nằm luôn á. Chứ không phải như cậu Bảy đâu. Thấy cái nón đựng này nhớ hồi xưa quá. Hồi xưa đi ra ruộng bắt cá cũng thấy cái nón đựng vậy đó. Đi thấy lá me, tức là trên đường về đó, rồi thấy đọt rau hay là lá me, rồi cái lấy cái nón lá đựng. Mẹ đó thích gà, mỗi lần ra ngoài Đồng Nai là mẹ xin đem về biếu bà con. Nay trồng hái tại chỗ mà không nổi. 10 kg, 10 ngàn ký, 10 ký, 100 ngàn. Dạ. Bữa nay nghe nói xíu cho cả nhà ăn lẩu hay gì đó. Còn cà này chắc để lại rồi, không có ăn không xào. Dạ. Mốt là mẹ có tặng cà ai là mẹ viết theo tờ giấy công thức làm chua bỏ trống luôn tặng nè. Cho đầy đủ bộ. Mẹ giờ nói luôn nè. Ơi. Rồi. Nghe chơi. Dạ hồng phái lắm, chị cho em là em ăn có mía nó sợ có thật pháo hả? Mẹ ăn đi đó. Cái vườn mướp đẹp quá mà không có trái. Trồng vườn có trái. Còn cái vườn kia mẹ trồng sơ sài lại trái quá chừng à. Bị lạc cây. Bị dòng bão số 3 là gốc rồi. Trái quá chừng luôn.
Dạ. Đi lại hai mấy cây cà tím này rồi về luôn Phục ơi. Mà bảy một bịch. Còn bảy giờ một rổ đầy nhóc luôn rồi. Có còn bịch nữa mà, hai bịch nữa mà. Còn bịch nữa hả? Có cầu đổ ở đây rồi. Cậu bảy coi chừng bắt hết cái là lụm không hết luôn á. Dạ. Nãy em nói sợ cậu bảy hái như thế nào. Có mấy cây à? Với lại cái giống này trái nhỏ rồi vậy. Rồi, nhiều rau lắm rồi, bây giờ mình về thôi. Mẹ hỏi cậu bảy ăn cải không? Cậu bảy nói thôi, thằng không hết. Mình sang chào cô chú anh chị nha. Hôm nay cậu bảy mà bảy về chơi, mẹ đẩy đặc sản mẹ trồng. Nào là cà nè, rau. Đó, rồi xíu có bữa trưa cùng cậu bảy ha. Hôm nay Hoàng Sơn cùng ở nhà mình đi lội hái cà nè. À, rồi hái mới rau cho cậu bảy 17 về làm chua. Mà bắt được con ếch. Đó dạ, bắt được ếch 70 kg luôn. Ở trên kia nó đem sắp xuống ha. Em sắp ở đây nè. Sắp xuống rồi để chị dội nó cái cho mấy cái cà tím này nó không lắm. Dạ, rửa nó cái. Đây là mấy trái cà này lụng nên chị cho nó mấy bờ đó. Rồi chia phần luôn ha. Ừ. Về mạnh ai nấy mừng. Nãy vừa bển chị thấy trên cái chậu luôn. Trên cái cây chăm nó hạ như một cây một lấy đi. Lấy muốt rồi luôn đi. Có cái kéo nữa kìa. Đây. Nãy chị lặt rồi đó. Nãy chị lặt rồi đó. Cải xanh nay sao ăn hả mẹ? À, tại vì nhiều quá à. Cái giờ nó bị sâu. Này là cà bóng đèn, kia cà pháo. Đây cà bóng đèn này về chăn sống với sầu kho gì đó ăn. Còn này là làm chua phải không? Cà bóng đèn làm chua cũng được, nhưng mà nó không bằng cà pháo. Nhưng mà nhiều quá mình cũng phải làm chua chứ. Cái sầu này em xào sơ sơ thôi, còn này không phải xào lâu. Thôi nó cứng quá. Ừ. Cái này kho. Trời đất. Mắm hả? Trời kho kho cho nó lâu á. Còn này mình xào sơ. Mệt chưa? Mệt. Đây đây để bỏ mấy cái cà tím nhỏ vô luôn. Cà tím nhỏ này gì muốn làm gì làm. Kho xào mấy cái cà bự cho xíu nữa. Mấy cái cà bự lại đi. Được mấy cái nhỏ bỏ này làm chua luôn đi. Cái nhỏ 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 gì nè. Cái nhỏ này nè. Cái nhỏ mình làm chua mình ăn lần một cái khỏi sắc ra. Ừ, sắc. Ừ. Ừ. Chị nói sao ngâm muối. Ngâm muối rồi rửa cái đi rồi cắt ra thải bên muối với đằng cái chanh vô đặng nó bị đen. À. Rồi bỏ vô cái hũ á, có hũ không nhà có hũ không? Bỏ thon được ha. Bỏ thao thì phải lấy cái đồ để cho nó chìm dưới. Mấy cái nắp son á ụp nó chìm dưới nước. Nắp son cưng phải bỏ vô hũ vậy. Nếu cưng ngâm rồi cưng cũng phải bỏ vô hũ cũng dài vậy. À. À. Ý chị, muốn là cưng bỏ vô hũ á, khi mà cưng lường á, cưng chắc nước nó ra. Chứ cưng bỏ đường, bỏ nước, bỏ muối. Muốn mau chưa bỏ muối giấm rồi, còn không chưa thì dễ vậy nó cũng là cái lượng nước mà mình ngâm mình biết lượng nước mình nấu như nó được. Đây là lượng. Rồi lượng rồi mình trút cái vô nó ngâm, đừng có để nó ấy nó đen. Con mắm nhà bà bãi, còn cái này thì để cho mẹ xía. Rồi xíu xào rồi cho bà nội với ba Sơn ăn cơm. Đó, hai cái nè, đó. Ở nhà con có cà nhiều quá. Ừ, nhà con có cà nhiều quá. Cho chị Thảnh nè. Bà nội mệt á, bà nội đi hái gì cho bà bãi nhận mệt á. Dạy bà bãi mình chua nè, để mình sẵn hao đường quá, bà bãi không ta tìm đường gì đó. Bà bãi kỳ quá. Bà bãi tự làm ăn đi. Ăn bà nội khỏi tốn đường. Nhà bà nội không có mía ép đường. Thấy không? Bà nội làm gì bà nội cực quá. Bà bãi thương bà nội quá. Có không sân hà bãi có thương nội
Bà thương bà thương bà nội nhất luôn ha. Nó thiệt hả? Bà thương thương sân hài nhất luôn ha. Sân hài nhất thì mới tới sân hùng đó. Biết hả con? Hai dây bầu mua bữa đi đấm vỡ năm nay đúng một tháng rồi chưa cầm xuống nữa. Ừ, ba đang quay phim sân hài nè. Ừ. Để chiều nay nhắc nó xuống. Sơn Hà đang quay phim về cái gì vậy? Quay phim nội á à. Quay phim nội với Sơn Hà với bà Bảy phải không? Quay xong chưa? Chưa. Chưa, quay nói chuyện bà Bảy đi. Ừ rồi, nói chuyện bà Bảy đi. Đi bứng này cho Sơn Ca ăn nữa đi. Bữa nay bà Bảy đang ngồi nói chuyện với bà nội với làm cà. Rồi nãy bà Bảy về chung với Sơn Hà về bà cố, Sơn Hà nhớ không? Mai mốt rồi bà Bảy có về thăm bà cố Sơn Hà đi chơi bà Bảy nha. Dạ. Rồi ông Bảy và Bảy chở Sơn Hà trước nha. Dạ. Ừ. Đi tới đâu là Sơn Hà chỉ ông Bảy rằng là ông Bảy biết đường đi. Dạ. Có Sơn Hà biết không? Sơn Hà biết đường không? Sơn Hà biết đường về cố không? Dạ. Cố bảo mai đi lạc nói bà Bảy nghe coi. Dạ. Bảo tính. Tính đi lạc hả? Dạ. Sơn Hà có đi lạc không? Dạ. Dạ. Hay đó, hồi nãy Sơn Hà chỉ là ông Bảy đây này, ông bắt đi lạc nè. Vậy hả? Ờ. Chỉ cái đoàn đưa vô đó. Vô nhà bà Công Cắc á. Mà không biết, là qua khỏi nhà gì bà Điệu á. Bà Điệu á. Đó đó, đi chạy đó. Rồi á, cái ông Bảy tới cái chỗ đường vô cái bà con chỉ con tay. Quẹo hả? Biết lắm à. Nhà bà Điệu đối diện là xóm đó nó chạy vô xóm đó. Đúng rồi, đúng rồi. Không biết đưa ai chở đó mà nghe kể nó đi bộ. Đi bộ hả? Ừ. Nó quẹo vô đó. Vô đó mẹ chạy theo. Cái Sơn Hà nó không phải hả? Sơn Hà nó là ăn bảo tính là không phải không? Sơn Hà nó chạy với trường mai mốt là Sơn Hà đi theo bà Bảy với ông Bảy nha. Chỉ cho ông Bảy chạy vô nhà bà cố nha. Dạ, Sơn Hà tạm biệt ông bà đi. Tạm biệt ông bà. Ông bà surprise cho Sơn Hà đi. Ông bà surprise cho Sơn Hà. Sơn Hà cảm ơn bà nhiều nha. Dạ, cảm ơn bà nhiều nha. Ông bà vào kênh mẹ cái gì? Kim Xuyến con dâu miền Tây nha. Kim Xuyến con dâu miền Tây. Kim Xuyến con dâu miền Tây. Surprise cho Sơn Hà nha. Surprise cho Sơn Hà nha. Rồi, bye bye ông bà. Bye bye ông bà. Tạm biệt, hẹn gặp lại ông bà ở video sau. Rồi. Trước cửa con bán đèn, bán được nhiều lắm. Yeah. Bữa sau không ai mua. Ở nhà con có cái gì tủ nữa. Tay ông bà nhà gì? Con có cái tủ lạnh. Rồi có cái tủ. Đồ ăn. Đồ ăn nhiều lắm. Uống nhiều lắm của tủ lạnh nè, tủ cơm nữa. Tủ lạnh. Dạ. Yeah. Ai mua, mình xíu con mua. Rồi nhiều cái lúc về nó dẫn con ra. Đây nè, quả ở đâu nè ông Bảy. Ông bà muốn cái gì? Mà chạy thì chạy cầm sẵn chạy chanh rồi. Ông bà muốn cái gì? Ông bà thôi, ông bà không muốn đâu. Để ông bà muốn cái lời. Ông bà chạy cho xe ông bà ngồi đây nè, đàn nha. Có cái đàn nhỏ nhỏ đồ chưa vậy nè. Mà đàn bấm nó có tiếng nhạc. Cái đàn là cho nội ca. Ca xong rồi đi bà nội đàn con ca rồi con đàn rồi ca. Đi dọc đường nói à, không bảo tính là đi lạc nè ông Bảy. Bảo tính vô đây nè, con chưa bảo tính đợi. Bảo tính đi lạc đây nè ông Bảy. Dạ đi rồi, bạn nghe nè. Ờ, đời nào được Tết hả? Dạ Tết đó. Đi bộ đó, bảo tính chạy rồi mẹ thẩm chạy theo đó. Đi vô nhà tới chỗ nào tới chị. Sơn Hà chỉ bảo tính lạc vậy đó đó. Quẹo quẹo nhà bà cố rồi đó, nó chuyện thường dài đó. Dễ dài lắm. Dạ con cái đường về bà cố à, biết. Đi hoài đó, đi hoài đó. Tính thì lạc thôi chứ. Cả nhà mình ăn trưa chưa? Vậy ca, ăn lẩu gì vậy ca? À giờ chuẩn bị cơm nha từ nhỏ hả? Hôm nay ăn bông điên điển luôn. Này nấu lẩu gì hấp dẫn dữ sao? Con cũng không biết xuyên thể món gì nè. Không biết lẩu cá dứa hay lẩu gì. Có lẩu là được rồi. Nhà thì có đặc sản cá dứa đó, cứ ăn cho khách sợ luôn. Lẩu cá dứa, còn xôi thì xôi lạp xưởng. Còn món nướng thì có khô cá kèo nướng. Khách tới lại mấy món đó thôi. Cá đi. Cá đi hả? Vậy là lẩu cá ngát chứ không phải lẩu cá dứa. Đợi xíu lại cá dứa. Rồi ta. Con đường xả là ngon. Cá ngát ngon quá. Ngon.
Đó rồi, cô chú có đặt cô cá ngát một nắng thì Hòa Sơn không có bán, cô chú vậy ha. Hòa Sơn có bán là cô cá ngát 3-4 nắng lận, nó thành cô rồi. Tại vì cá tươi này bảo quản đi lại khó khăn lắm nên Hòa Sơn bán khô, không có bán tươi hoặc là một nắng. Đây, con ăn nha. Trời ơi, anh chị có lọc nghe không? À, vui quá chừng. Rồi, ăn lẩu luôn. À, có này. Dạ. Rồi anh chị vô ăn trưa luôn. Bỏ rau vô hả chị, nước sôi quá. Dạ, nhúng vào đi. Xếp xếp bún. Sôi rồi, sôi rồi. Rồi, à, bỏ cho bún rau vô luôn đi. Cái này chắc có quà bớt ha. Nửa. Sôi. Giá đi số 1. Không biết mẹ giá thì con. Giá đây là con. Nước là sôi không em? Sôi anh. Sôi rồi. Chắc gửi ra xếp. Cho rau vô luôn. Anh một cái rau luôn nè. Anh ấy chém không? Cái gì? Có anh chị đâu đi chơi hay là chơi đi dạ. Chùa dạ, chùa đó chùa gì anh? Chùa gì đó? Ngay ngã tư luôn phải không? À biết rồi. Ừ. Dạ. Dạ. Em cho đi đuổi. Bé rồi sinh nhật có xíu ngay ngày mưa bão nên không có rủ anh chị. Mưa quá trời mưa. Rủ bà bảy về về không được đây, kế bên anh đây. Quá trời độ luôn, không có đi được. Đây thấy sắp xếp sao đó. Đồ nhiều quá bị giật kìa. Rồi anh chịu, anh chịu vô lái xe hả? Lái xe anh. Chị Nghĩa có lái xe được không? Thôi vậy thôi. Qua đi ơi. Đi. Em có khách. Dọn phô lắm vậy. Không chịu chạy. Sao giờ nhát quá chạy chứ quen cái đâu nhát. Sao máy con nhát nữa ngồi vậy cho sao. Sao máy không chạy được. Sao máy giờ con không chạy luôn. Lắc rồi. Lắc rồi. Lắc rồi. Con ở nhà không kêu đi chợ cũng bắt đầu đó. Vậy giờ khỏe nhất à. Cái này vui quá ăn. Vô tình này nha. Có còn 17 ghé này anh chiêu chị nghe. Nhiều lắm đó chị. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Tới mai. Cái này đầu quá chừng nè. Tới mai rồi sao đâu. Chị xuống nó chờ đi chơi vui quá. Rồi đổ ra bạn đâu mà chúng ta đi chứ. Dạ chuyện gà hả? Con không thấy đi Quảng Tân phải không? Dạ đi Quảng Tân. Dạ. Có nhà nó cũng buồn. Vậy nó vui vậy. Mấy chị bên thành chứ. Đi vui quá. Hai chồng ở nhà cũng như bà con ở nhà vậy. Thành đi tự chơi. À bữa chị Liễu về đây thích rồi hả? Vui hả? Dạ. Bà cũng đi lâm bệnh chơi vậy đó. Dạ. Hai chồng ở nhà có mình vậy đâu có ai đâu. Mấy nhỏ giờ ra riêng hết ha. Ở thành phố như có mẹ con ở chung luôn rồi. Dạ rửa sạch rồi. Nhà mới nói giờ nó đỡ nó không chịu gì. Nó quen mà nó đâu quen đâu chịu về. Chịu ở bên trong thành phố cũng mắc quá đâu. Chỉ ở Tân Bình. Nó đâu chịu chịu bị nữa. Lát anh cho đen. Dạ nó đi. Rồi mời cả nhà mình ăn lẩu nha. Rồi xuống chơi không hả? Rồi về rồi. Đây lấy nước mắm kia kìa, kêu con biết con con gì xỉn cha. Bà xỉu. Bà xỉu. Bà xỉu. Cà xỉu. Thật xỉn nghe giống Thái Lan. An Giang qua đâu á? An Giang, Kiên Giang vậy đó. Thấy cái đó rồi đó. Cà xỉu mà chị về mới đây chị nghe nó xỉn. Ở nhà mình ăn trưa với cộng 17 nha, với anh chưa chị Nghĩa nữa. À, và hình ảnh kỷ niệm cùng gia đình. À, cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau nha.